Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay thì mình cũng theo yêu cầu anh em thì mình sẽ review báo giá cho anh em một số cái dòng xe như là dòng FZ này, MT15 này và dòng T-Bix nhé. Thì ba cái dòng này thì được cũng khá nhiều anh em quan tâm hỏi mình khá là nhiều nên mình sẽ hôm nay sẽ tổng hợp ba cái dòng xe này cho anh em tham khảo luôn ha. Thì dòng T-Bix thì hôm nay thì mình thấy cũng khá về khá là nhiều. Vào FZ thì hôm nay thì mình thấy là còn 5 chiếc đấy. Và còn dòng MT15 thì hiện tại có 3 chiếc em nhé. Thì có chiếc mới về, có chiếc cũ hôm trước rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật luôn ba cái dòng xe này cho anh em tham khảo luôn. Thì dòng FZ thì hôm nay thì giảm giá khá là mềm. FZS thì có 18 triệu, FZ150i thì giá từ 25 27 triệu. Đấy. Còn dòng T-Bix thì khoảng 3 mấy triệu. Rồi, hôm nay thì mình sẽ đi từ cái hàng MT15 trước nhé. Đấy, MT15 thì nói chung là nó đứng cao hơn cái phân khúc một FZ150i rồi. Mình sẽ đọc lại đọc địa chỉ cửa hàng cho anh em ha. Địa chỉ cửa hàng là cửa hàng Phương Nam Mô Tô, địa chỉ số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dân Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 092 770 4 8 anh em nhé. Đấy, tại cửa hàng có nhận giao lưu trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp, ship xe mọi miền Tổ quốc luôn. Còn anh em đang xem video của mình mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình một nút đăng ký kênh và nhớ là nhấn chuông một nút đăng ký, thì khi nào có những dòng xe mới về hoặc là những dòng xe giảm giá thì mình đăng video lên là anh em sẽ là người nhận video đầu tiên ha. Đấy, thì đầu tiên thì mình sẽ đi đến review các dòng xe MT15 trước nhá. Đấy, dòng MT15 thì hiện tại có 3 chiếc ha, 2 chiếc màu đen, 1 chiếc màu xanh. Chiếc màu xanh này thì hiện tại thì đang rút hồ sơ đâu, 2021. Con này thì cửa hàng đang bán với giá là 58.900. Đấy. 58.900 ha. Cái dòng MT15 này thì nói chung là nó kiểu dáng thiết kế rất là thể thao. Đấy, anh em có thể thấy đầu đèn này. Thiết kế giống như dòng phân khối lớn MT09 nhá, phục upside down. Đấy, anh em thấy không? 155cc động cơ VVA. Cái dòng này thì nó cũng khá là tiết kiệm xăng. Cũng là không có tốn nhiều xăng. Cái dòng này thì đây nhà sản xuất đưa ra là 2,9 lít xăng trên 100 km nhé. Nói chung là tầm cỡ 2 lít bốt 100 cây anh em. Nói chung là về cái dòng xe này thì nó cực kỳ tiết kiệm xăng rồi. Tiết kiệm xăng hơn cái dòng xe máy AB thôi. Đấy. Con này đang rút hồ sơ rồi. Đây chủ xe thì lên thêm cái giải chắn bùn sau thôi. Lốp kín tiêu xe còn rất là dày ha. Đây, cô mình xem ô đô con này nhé. Mới đi 5.318 cây nhé. Mới đi hơn 5.000 cây thôi. Xưa thì nguyên zin chỉ lên mỗi cái giải chắn bùn sau thôi ha. Máy móc thì anh em khỏi bàn thì thầm. Rồi chiếc tiếp theo, chiếc bên trong này ha. Chiếc này thì biển số 76/2021 luôn ha. Đăng ký 2021 thì con này thì cửa hàng đang bán là 58.900. Đó, 58.900 anh em nhé. 58.900 bản biển biển số 76 ha. Biển số 76 mình xem ô tô con này ha. Ô tô em này đi 6.244 cây nhé. 58.900 hơn 6.000 cây. Đấy. Đi hơn 6.000 cây thôi. Biển 76 ha. Rồi. Tiếp theo là một chiếc MT15 nữa ha. Con này biển 61. Biển 61 nhé. Đấy. Có lên một số đồ chơi như là ba ga này, đó. Giải chắn bùn sau này. Rồi chống đổ lốc trước này. Đấy, chống đổ lốc trước nha. Rồi trên này thì mình thấy là có lên tay thắng, tay côn Rambo này. Và cái tay thắng bên này nó bị gãy một xíu rồi. Không biết là cà hay là đụng đâu nó gãy một xíu ở đây rồi. Đấy. Kẹp điện thoại ha. Rồi hương gù. Đó. Cái con này để giá đâu rồi ha. Con này thì giá như là mềm hơn con kia một xíu. Khoảng cũng cỡ tầm 56 thôi. 52 triệu sao?
con này rất cái bản giá đó, tầm 52 em nhé, 52 triệu con này giá mềm nhất ha. Đó, xem mẫu đồ con này bao nhiêu rồi ha. Dòng này thì thiết kế nó kiểu dáng rất là đẹp ha, với lại yên liền, chớ ngồi sau, người ngồi sau thì rất là thoải mái. Ô đô thì con này 33.000 rồi. Đấy. Con này đi nhiều hơn mấy con kia nên mà giá cũng mềm ha. Tầm 52 triệu thôi. Đó, máy móc thì ì thầm ha. Đó. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ đi đến cái dòng FZ trước nhé. FZ xong mình sẽ lên dòng T-Bix trên này. Đó. FZ150i thì con này biển 67/2015, giá con này là 27.9 anh em nhé. 27.9. Mình sẽ xem là con này có lên đồ chơi hay là chạy sức nhiều không ha. Chạy trước thì mình thấy là rất ít cái bị chạy sức. Đó, nhưng mà có một số cái chỗ tem nó bị như bay màu hay là chóc. Còn chạy trước thì ít lắm. Đó, chỗ này chạy sức tiêu thời gian thôi, biển 67 ha. Mình thấy là xe còn nguyên zin đấy. Lốc lát sạch sẽ ha. Lốp sau thì mình thấy là còn rất là dày này, bô zin. Đấy. Đi 48.000 rồi ha. Đó, đi 48.000, máy móc rất êm luôn. Đi 48.000 cây. Đấy. Rồi, còn đây FZ150i thì ở đây. À, con này thì FZ150i, con này thì cửa hàng đang bán với giá là 26.9 này. Trước này thì những video trước thì mình cũng có báo giá qua cho anh em rồi. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật lại ha, cho anh em nào mà chưa xem nhé. Con này thì lên cái cánh gió hai bên. Đó. À, in thì đã bục lại này. Đuôi sau thì cắt đuôi sau lắp rìa chắn bùn. Đấy, 26.900. 26.900 ô đô thì đi 28.000 ha. 28.000 cây. Đấy. Rồi, tiếp theo đó là cũng là một em FZ150i 2015. Giá con này thì cửa hàng đang bán với giá là 29.900, biển 68 nhá. 29.900 thì con này thì máy móc anh em cũng rất là đẹp nhá. Xe thì cũng zin từ đầu đến đuôi, chủ chia chỉ có sơn lại cặp mâm thôi. Đấy, cặp mâm sơn lại này. Còn đâu là xe nguyên zin. Đấy. Nói chung là xe càng đẹp thì giá càng cao hơn xíu. Đấy. Nếu mà anh em muốn chiếc rỉa thì nó sẽ bề ngoài nó không đẹp thôi, còn máy móc thì mình thấy là còn rất là êm. Đó, máy móc êm anh em nhé, biển 68. Tiếp theo là một chiếc nữa ha. Chiếc này thì giá cũng có 26 triệu thôi, đời 2015. Biển 67 nhé. Có lên cái cánh gió hai bên, lên bô của bô Sonic ha. Đó. 26 triệu anh em nhé. À, con này thì đang hết bình này, mới lấy bình giá sạc. À, chiếc này thì 2015 giá cũng 26 triệu thôi. Biển 69 anh em nhé. Bô zin, đuôi zin luôn. Đây, trần áo ngoài thì còn là cứng ha. Thì thôi thời gian thì nó có một số cái chảy xước nhỏ nhỏ này, mình không phải là chảy xước nhiều. Đó. Rồi ok, nếu anh em mà thích cái dòng FZS thì anh em có thể tham khảo con này. Con này thì giá chỉ có 18 triệu thôi anh em nhé. 18 triệu 2013. Thì con này thì nó là xăng cơ ha. Đó, bình xăng cơ, xài bình xăng con đấy. Đấy. Chứ chưa có phun xăng điện tử ha. À, lên một cái bô AK kiểu AK-R9 á, cắt đuôi sau. Gấp thì đã thay gấp đồ chơi anh em nhé. Cái màu đỏ là thay gấp đồ chơi rồi. Cái dòng này thì cái phuộc của nó, cái ti của nó rất là to hơn cái dòng FZ150i nhé. Như cái dòng này là nhập khẩu từ Ấn Độ này. Chính hãng Yamaha nhập khẩu từ Ấn Độ về. Đấy. Rồi, giá cũng rất là mềm nhé. 18 triệu thôi. FZS150. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đến dòng T-Bix cho anh em tham khảo ha. T-Bix thì nói chung là đợt này thì cũng khá là nhiều, còn về khá là nhiều luôn. Với lại giá cũng rất là mềm. Đấy. Kiểu dáng thì nó cũng như MT15 thôi. Nhưng mà khác cái là FZ
mà T15 nó in liền với lại đầu đèn nó thiết kế đẹp hơn xíu. Đó. Dòng này thì mình thấy thiết kế tổng thể thì nó cũng khá là đẹp, nó gọn gàng, kiểu dáng thể thao ha. Đó. Nó được ví như là một chiếc Z1000 mini nhưng mà kiểu dáng rất đẹp ha. Đó. Phù hợp cho những bạn nào mà trẻ ha, trẻ thì đi chiếc này rất là đẹp ha. Rồi, chiếc đầu tiên thì mình giới thiệu báo giá cho anh em là chiếc T-Bix 47 này, 2018 nhé. Con này thì cửa hàng đang bán là 32 triệu. Chiếc này thì có lên cái bô cũng là giống bô số nít. Đùi zin ha, chỉ lên một cái bô thôi. Chiếc này thì hôm trước thì mình có báo giá cho anh em một lần rồi. Hôm nay thì báo lại cho anh em là chiếc này 32 triệu 2018, giá rất là mềm luôn cho một em T-Bix ha. 32 triệu. Xe mô đồ như mô đồ con này thì cũng đi cũng khá nhiều đấy. Đi nhiều thì cái giá nó có mềm thôi. Ô đô là 63.325 cây. 63.000 cây thì cái máy móc thế nào nhá. Đây là đi 63.000 cây nhưng mình thấy là nghe tiếng máy này với là bô nổ lực, máy êm. Đó, chung với là đi nhiều là máy nó hư đâu anh em nhá. Chủ là mình có thể bảo dưỡng bảo quản cho nó tốt thì giống như thay nước mát này, thay nhớt đầy đủ thì nó ít khi mà hư vặt anh em nhé. Rồi chiếc thứ hai mình giới thiệu anh em là chiếc T-Bix 150 biển 60 2018 nhé. Thì con này cửa hàng đang bán là 40.900 này, 40.900 anh em nhé. Xe thì mình thấy là zin ghét từ đầu đến đuôi luôn, hai chìa khóa zin theo xe luôn này. Ô đô đi 6.939 cây, mới đi 6.000 cây thôi nhưng mà. Con này muốn cứu bình hay sao rồi ta? Đó. Rồi, chiếc tiếp theo mình giới thiệu với anh em nữa là chiếc T-Bix 150 biển 60 2018 nhé. Chiếc này thì cửa hàng đang bán là 41 triệu, xin lỗi anh em nhé, 41 triệu thôi. Chiếc này có lên tem chùm này ha, tem này, dán tem thêm này. Đấy, đuôi zin, bô zin, lốp sau thì mình thấy là còn rất là dày. Cặp lốp trước sau con này thì mình thấy là mới, chủ xe mới thay luôn, còn dày cui là. Đấy, anh em mua về là không phải thay lốp nữa, cũng đỡ một tốn một số tiền đó. Rồi, đấy, 41 triệu anh em nhé. Có lên tay thắng, tay côn Nissin. Tay thắng, tay côn Nissin lên gù nâng ghi đông này. Ô đô là 30.075 cây. Đấy. Đó. Con này cú đè nó hơi kêu rồi. Cú đè nó hơi kêu với lại cú đè kêu thôi, còn đâu máy móc zin êm. Đó. Anh em nhé. Cái đè khi mình đè lên hơi kêu xào xào xíu nhưng mà máy êm cũng êm ha. Tiếp theo nữa là một chiếc T-Bix X-Biker. Chiếc này kiểu X-Biker là con này nhập Thái hay là gì này. Đó, dòng nhập Thái này. Đó. Nó có chữ X-Biker nhưng mà kiểu dáng về thiết kế với lại mẫu mã thì y chang T-Bix thôi. Không khác gì, chỉ khác một cái tên thôi anh em nhé. 2018 biển 63. Con này thì cửa hàng đang bán là 37 triệu thôi. 37 triệu. Có lên chống đổ, ốp lốc máy này ha. Dè chắn bùn sau, cái ba ga sau. Đó. Ok, 37 triệu anh em nhé. Và chiếc tiếp theo mình giới thiệu anh em là chiếc T-Bix 150 biển 64 2019 nhé. Con này thì cửa hàng cũng đang bán là 39 triệu thôi. Xe thì zin từ đầu đến đuôi. Đó, zin từ đầu đến đuôi nhé. Kiểu dáng thiết kế anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Nó theo hơi hướng của những giống như một chiếc cầu cao á. Đó, rất là đẹp. Máy cũng rất là bốc mạnh anh em nhé. Rồi. Tiếp theo nữa là dòng cũng là một tem T-Bix luôn. Biển 68 2018 nhé. Con này thì cửa hàng đang bán là 39 triệu. Xe thì có cắt đuôi sau lên dè chắn bùn sau. Đó. Biển 68 anh em nhé. Và tiếp theo là một em T-Bix 150 biển 66
2018 nhé. Con này là 39 triệu anh em nhé, 39 triệu. Đó. Con này thì cũng là cắt đuôi sau rồi, bô zin. Tiếp theo nữa là Tebic biển 84 2018 nhé. Con này thì cửa hàng đang bán là 40.900. 40.900 này. Đấy. Lên tem chùm anh em nhé. Xe thì đuôi zin, bô zin. Mọi thứ đều zin hết nhé, chỉ có lên tem chùm thôi. Rồi, tiếp theo một chiếc Tepic cuối cùng là chiếc biển 68 2017 này. Con này thì cửa hàng đang bán với giá là 37 triệu nhé, 37 triệu 900. Đấy. Lên một cái bô AK, gà chắn bùn sau, chống đổ này. Cặp mâm thì cũng đã sơn lại này. Đó. Rồi anh em. Chiếc này là sơn lại nhé, không phải là tem chùm ha. Màu này là màu xanh, là đã sơn lại dàn áo này, quấy mâm này ha. Đó. Thì hôm nay thì cũng theo yêu cầu anh em thì mình mới cập nhật cho anh em một số cái dòng xe như là MT15 này, FZ này, và Tebic nhé. Đó. Còn anh em muốn biết thông tin các dòng xe khác thì anh em cứ có thể là comment bên dưới cái dòng xe mà anh em muốn báo giá ha, thì mình sẽ làm video khác để báo giá cho anh em tham khảo ha. Còn bây giờ thì mình cũng xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục video giá cái dòng xe khác cho anh em tham khảo ha. Rồi mình sẽ đọc lại địa chỉ cửa hàng ha. Cửa hàng Phương Nam Mô Tô nằm ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gian Bình Dương. Số điện thoại cửa hàng là 092770488 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu trao đổi các dòng xe, nên anh em mà muốn lên trên xe hoặc trao đổi xe thì em thể là inbox trực tiếp từ cửa hàng nhé. Rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.